Ông Tập Cận Bình đã tự lừa mình với chiến lược mới nhằm cứu nền kinh tế, đình công nổ ra khắp Trung Quốc. Mời quý vị và các bạn cùng Hải Vân và Khán Trung Quốc tìm hiểu sâu về vấn đề này trong chương trình ngày hôm nay. Trước và sau kỳ nghỉ lễ lao động mùng 1 tháng 5 tại Trung Quốc, hàng loạt các cuộc biểu tình và đình công của người lao động đã nổ ra trên khắp cả nước. Do ảnh hưởng của chính sách chính phủ và suy thoái kinh tế, nhiều công ty đã phải đóng cửa, sa thải nhân viên và chậm trả lương. Người lao động Trung Quốc đang đứng trên bờ vực sụp đổ. Nhiều người không có thu nhập và gần như không đủ ăn, buộc phải dương biểu ngữ và xuống đường đòi quyền sống. Trong video, vào ngày mùng 1 tháng 5, tại huyện Lộc Ấp, Hà Nam đã diễn ra cuộc biểu tình vì một nhà máy thực phẩm địa phương nợ lương công nhân suốt 10 năm. Công nhân không còn lựa chọn nào khác ngoài việc tập thể xuống đường, yêu cầu trả lương. Ngày 27 tháng 4, tại khu Tân Hải, Thiên Tân, công ty quản lý bất động sản Nhã Cư Lạc đã nợ lương nhân viên, khiến nhân viên dương biểu ngữ đòi tiền lương. Ngày 30 tháng 4, các công nhân tại khu du lịch sinh thái sa mạc Hồ Ức Lợi Thất Tinh ở Nội Mông, cảnh công nhân dương biểu ngữ tại công ty đã được ghi lại trên video. Một người bảo vệ trong số họ nói: "Tôi đã làm việc tại công ty này 5 năm và bị nợ tổng cộng 120.000 tệ, khoảng 422 triệu đồng tiền lương. Ngày lao động vốn là ngày dành cho người lao động, nhưng năm nay lại là thảm họa đối với họ." Ngày 24 tháng 4, tại huyện Nhạc Trì, Quảng An, Tứ Xuyên, đã xảy ra cuộc biểu tình phản đối của các tài xế xe tải do chính quyền địa phương ép buộc họ phải mua xe năng lượng mới để thay thế xe cũ, một phần trong chính sách thay cũ đổi mới thúc đẩy tiêu dùng của ông Tập Cận Bình nhằm cứu vãn nền kinh tế. Theo đoạn video lan truyền trên mạng, hai bên đường có một con phố địa phương chật kín hai dãy xe taxi màu xanh nhạt. Xung quanh tập trung nhiều người và hiện trường khá ồn ào. Ông Tập Cận Bình tại cuộc họp của Ủy ban Kinh tế Trung ương hồi tháng 2 năm nay đã đề xuất khuyến khích cập nhật phương tiện quy mô để đổi mới ô tô và gia dụng để nâng cao chất lượng vòng quay kinh tế quốc dân. Chính sách này hiện đã được triển khai rộng rãi tại Trung Quốc và dẫn đến các cuộc biểu tình nổ ra trên toàn quốc. Theo truyền thông tỉnh Cát Lâm, thành phố Diên Biên, nơi đã phổ biến xe năng lượng mới cũng không thoát khỏi số phận phải đối mặt với các cuộc biểu tình đình công tập thể. Ngày 26 tháng 4 tại Diên Biên, Cát Lâm đã xảy ra cuộc đình công tập thể của các tài xế taxi. Thành phố Diên Biên, tỉnh Cát Lâm dưới sự thúc đẩy mạnh mẽ của chính phủ đã hoàn toàn phổ biến chính sách thay cũ đổi mới. Trong video có thể thấy rằng các phương tiện đình công đậu bên lề đường đã khác nhiều so với thành phố Quảng An, tỉnh Tứ Xuyên. Những tài xế này nghĩ rằng chỉ cần chịu đựng một chút thì mọi chuyện sẽ qua. Họ vốn đã cạn kiệt tài sản để thay xe năng lượng mới và gần như không có tiền để sống. Họ chuẩn bị nhận thêm vài đơn hàng để kiếm lại tiền nhưng lại phát hiện rằng phải trả thêm tiền để sạc điện. Điều này đã khiến bất kỳ ai cũng sẽ sụp đổ. Giáo sư Trịnh Chính Bình, khoa Tài chính, Đại học Công nghệ Vân Lâm, Đài Loan đã chia sẻ quan điểm của mình với Đài Á Châu Tự Do rằng chính quyền Trung Quốc đã sử dụng nhiều biện pháp như giảm tỷ lệ dự trữ bắt buộc và hạ lãi suất, nhưng các chính sách này không kích thích được nhu cầu. Vì vậy, đề xuất đổi mới để kích thích nhu cầu nhằm đối phó với vấn đề giảm phát chết người, muốn sử dụng biện pháp hành chính để kích thích nhu cầu thị trường một cách nhanh chóng. Nói cách khác, ông Tập Cận Bình muốn ép buộc người dân tiêu tiền chứ không phải để người dân tự nguyện mua sắm. Các kích thích kinh tế cưỡng ép này khó có thể thúc đẩy tăng trưởng kinh tế bền vững. Ông Trịnh Chính Bình cũng đề cập, doanh nghiệp nhà nước chắc chắn sẽ tuân theo chính sách đổi mới này. Điều này sẽ thúc đẩy nhu cầu tăng lên. Ông Tập Cận Bình cũng hy vọng có thể thúc đẩy một làn sóng tiêu dùng mới từ khu vực tư nhân để thoát khỏi giảm phát. Nhưng liệu có bao nhiêu doanh nghiệp tư nhân sẽ tuân theo chính sách này? Và tác động của nó đối với nền kinh tế của Trung Quốc mạnh mẽ đến mức nào? Quả thật là không mấy lạc quan. Nhà kinh tế học Trình Hiểu Nông cho rằng, đề xuất đổi mới này khác với phương pháp cứu vãn kinh tế bằng việc đưa đồ gia dụng về nông thôn của cựu Thủ tướng Ôn Gia Bảo. Khi đó, vùng nông thôn thực sự có nhu cầu và thị trường để thay đổi đồ gia dụng, vì vậy mới có thể thực hiện thành công. Nhưng lần này là ép buộc các doanh nghiệp thiếu đơn đặt hàng phải thay đổi thiết bị để đáp ứng nhu cầu giả tạo do chính phủ tạo ra cho thị trường. Trong số các doanh nghiệp bị chính phủ ép buộc tiêu dùng, phần lớn đều trong tình trạng không có lợi nhuận từ lâu. Dưới sự thúc đẩy của chính phủ, nhiều doanh nghiệp sẽ phải trực tiếp đối mặt với phá sản. Các doanh nghiệp còn lại dù tạm thời được kích thích kinh tế, nhưng tình trạng kinh doanh và động lực tiêu dùng tiếp theo cũng sẽ gặp vấn đề. Ông Trình Hiểu Nông kết luận, như thể chỉ cần ông Tập Cận Bình ra lệnh, tất cả các doanh nghiệp đều đi thay đổi thiết bị. Sau đó kinh tế bề ngoài dường như có thể duy trì một thời gian. Nhưng vấn đề là doanh nghiệp sản xuất này, nếu tuân theo mệnh lệnh của ông ấy thì lại không phải là nợ thêm ngân hàng một khoản sao.
sử dụng mệnh lệnh hành chính để thúc đẩy kinh tế hoặc kéo nền kinh tế thực sự là không hiệu quả. Chỉ là ông Tập Cận Bình không tìm thấy bất kỳ biện pháp hữu hiệu nào. Vì vậy ông ta mới nghĩ ra những ý tưởng thiếu lý trí này. Cách làm này trực tiếp cho thấy Đảng Cộng sản Trung Quốc đã đến đường cùng. Ngoài sự kiện đình công taxi tại Trung Quốc, nhà máy điện mặt trời Thượng Đức, thành phố Vô Tích, tỉnh Giang Tô cũng đã bùng nổ cuộc đình công lớn. Trong quá trình đình công, công nhân giơ biểu ngữ "tôi muốn ăn" để đòi quyền lợi và yêu cầu lãnh đạo ra mặt. Cuộc đình công kéo dài đến buổi chiều, đám đông không rời đi. Hiện trường có hàng trăm cảnh sát lập thành hàng rào, ngăn chặn sự di chuyển của công nhân. Trong video, có thể các công nhân thực sự kích động, thậm chí có lúc xảy ra xô xát với cảnh sát. Hiện trường đã rất hỗn loạn trong một thời gian. Theo thông tin trên mạng, lý do của cuộc đình công là do công ty thiếu đơn đặt hàng. Quyết định từ ngày 1 tháng 5 sẽ cho công nhân nhà máy điện mặt trời Thượng Đức nghỉ dài hạn. Quyết định này đã khiến công nhân bất mãn. Họ cho rằng công ty đang biến tướng sa thải nhân viên. Vì vậy, phát động đình công và yêu cầu công ty bồi thường hợp lý cho nhân viên. Công ty trách nhiệm hữu hạn điện mặt trời Thượng Đức được thành lập vào tháng 1 năm 2001, là một doanh nghiệp công nghệ cao quang điện độc quyền có nước ngoài, tích hợp nghiên cứu, sản xuất và bán hàng. Thượng Đức có chi nhánh trên toàn cầu ở các thành phố quan trọng như Bắc Kinh, Thượng Hải, San Francisco, Tokyo, Munich, Rome, Madrid, Seoul, Sydney, v.v. Công ty có tổng cộng hơn 11.000 nhân viên trên toàn thế giới. Tại Trung Quốc, Thượng Đức cũng là doanh nghiệp hàng đầu trong ngành công nghiệp quang điện. Tin tức đình công xuất hiện lần này trực tiếp chứng thực dự đoán của một số cư dân mạng rằng doanh nghiệp vốn nước ngoài này sẽ trở thành một doanh nghiệp khác, không thể chịu nổi sự suy thoái của nền kinh tế Trung Quốc mà sụp đổ. Ngay từ tháng 3, tập đoàn Thượng Đức đã gặp phải các vấn đề như nợ nần, kiện tụng và biến động nhân sự. Vào giữa tháng 3 năm nay, nhà cung cấp thiết bị quang điện Lead Micro đã công bố thông báo kiện công ty Thượng Đức tại Vô Tích yêu cầu bồi thường 41.559.400 tệ, khoảng 146 tỷ tiền hàng và 2.078.000 nhân dân tệ, khoảng 7,3 tỷ tiền phạt vi phạm hợp đồng thực tế. Vào tháng 9 năm ngoái, công ty mẹ của Thượng Đức tại Vô Tích đã bị đóng băng một khoản cổ phần. Đầu năm nay, Thượng Đức Điện lực đã trở thành đối tượng thi hành án. Những sự kiện này phản ánh một kết luận rằng công ty Thượng Đức đã hết tiền. Ngoài ra gần đây, ban lãnh đạo của Thượng Đức đã trải qua nhiều thay đổi nhân sự. Trong một năm đã thay đổi 3 người đứng đầu. Các giám đốc điều hành cũng lần lượt từ chức. Gần đây còn có một làn sóng nhân viên từ chức quy mô lớn, không chỉ bao gồm các nhà quản lý cấp cao và trung, nhân viên kỹ thuật và tiếp thị, mà cả các trưởng phòng tài chính, phát triển sản phẩm và bán hàng quốc tế cũng lần lượt rời bỏ công ty. Những thay đổi này không khỏi khiến người ta lo lắng về tương lai của công ty. Theo lời kể của một công nhân tham gia đình công, kể từ tháng 11 năm ngoái, nhà máy thường xuyên thông báo nghỉ lễ. Tiếp theo đó là tất cả các phúc lợi của nhân viên đều bị hủy bỏ. Gần đây, nhà máy lại thông báo nghỉ lễ và là một kỳ nghỉ dài tới 11 tháng. Công nhân nghi ngờ đây là biện pháp của công ty do không có tiền để bồi thường cho việc sa thải và cố gắng ép buộc nhân viên phải từ chức. Đối với công nhân dù không phải là sa thải gián tiếp, 11 tháng nghỉ dài cũng rất khó khăn. Mỗi công nhân đều có gia đình phía sau, cuộc sống hàng ngày cũng cần phải có chi tiêu. Không có lương ở nhà 11 tháng, họ sẽ sống bằng cách nào? Sự kiện đình công của công ty Thượng Đức tại Vô Tích không phải là một trường hợp cá biệt. Ngày 19 tháng 4, nhà máy điện tử AX tại Nam Xương Giang Tây đã điều chỉnh giảm mức lương. Mức lương theo giờ từ 27 tệ xuống còn 23 tệ đã dẫn đến cuộc đình công phản đối của nhân viên. Một nhóm cảnh sát đã đến hiện trường để duy trì trật tự. Trong quá trình đó, có nhân viên đã bị cảnh sát đưa đi. Ngày 30 tháng 4, công ty may mặc Đông Trường tại Nam Kinh Giang Tô cũng đã xảy ra sự kiện đình công. Nguyên nhân là do công ty này nợ lương của công nhân. Trong bối cảnh người lao động đình công trên diện rộng, ngày 30 tháng 4, cuộc họp của Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Trung Quốc đã công bố sẽ tổ chức hội nghị trung ương lần thứ 3 vào tháng 7 và bất ngờ đề xuất chủ trương quan trọng của cuộc họp là cải cách và mở cửa và đẩy mạnh sự hợp nhất của tam giác kinh tế. Rõ ràng đây là vì người đứng đầu của Đảng Cộng sản Trung Quốc muốn thúc đẩy nền kinh tế kế hoạch nhưng gặp phải trở ngại lớn, khiến nền kinh tế rơi vào tình trạng khó khăn. Vì vậy ông Tập cố gắng quay trở lại với cải cách và mở cửa. Nhưng điều này có thể chỉ là ngôn từ chính trị giả tạo, không có tác dụng thực tế. Theo báo cáo của Tân Hoa Xã vào ngày 30 tháng 4, cuộc họp của Bộ Chính trị lần này nói rằng cải cách và mở cửa là bùa hộ mệnh quan trọng, nhằm nhấn mạnh cần tiếp tục đẩy mạnh cải cách. Cuộc họp cũng lặp lại 6 yêu cầu bắt buộc cho cải cách và mở cửa và tuyên bố toàn đảng phải đặt cải cách vào vị trí nổi bật hơn nhằm thu hút đầu tư nước ngoài, v.v. Trên thực tế, ông Tập Cận Bình trước đây được cho là muốn theo đuổi con đường kinh tế kế hoạch của cựu chủ tịch Mao Trạch Đông, muốn đảo ngược hàng thập kỷ cải cách và mở cửa. Dù chính quyền Trung Quốc đã tiếp tục nhắc đến cải cách và mở cửa,
nhưng không có cuộc họp bộ chính trị nào trước đây tập trung nhấn mạnh như lần này. Về điều này, nhà nghiên cứu kiêm giám đốc Viện Nghiên cứu An ninh Quốc phòng Đài Loan Thẩm Minh Thất cho rằng điều này không phù hợp với cách làm thường thấy của ông Tập Cận Bình, bởi vì ông Tập muốn thực hiện chủ nghĩa giàu có chung để nhà nước tiên tiến lên và dân lui xuống. Và hiện tại, các chính sách liên quan cũng không có nhiều thay đổi lớn. Nếu ông ấy tuyên bố những điều quan trọng về thúc đẩy cải cách và mở cửa vào tháng 7 tại Hội nghị Trung ương lần thứ 3, điều đó chỉ có thể nói lên rằng ông đang gặp phải thất bại lớn. Sau khi thử nghiệm các chính sách khác nhau, ông ấy nhận ra rằng nền kinh tế của Trung Quốc không thể được cứu vãn và chỉ có thể quay lại nền kinh tế cải cách và mở cửa. Ông Thẩm Minh Thất cũng đặt ra nghi vấn, nói rằng ông Tập Cận Bình nói yêu cầu cao đối với cải cách và mở cửa, nhưng các doanh nghiệp nước ngoài đã rút khỏi Trung Quốc liệu có thể quay trở lại không? Và các biện pháp của Bộ An ninh Quốc gia, luật chống gián điệp cùng các biện pháp trấn áp hoặc bắt giữ gián điệp nước ngoài cũng không được nới lỏng. Trong bối cảnh này, liệu ông ấy muốn cải cách và mở cửa vì lý do tranh đấu nội bộ hay thực sự muốn thay đổi tình hình kinh tế hiện tại của Trung Quốc? Giám đốc Viện Chiến lược và Tài nguyên của Viện Nghiên cứu An ninh Quốc phòng Đài Loan, ông Tô Tử Vân cũng cho biết, việc xây dựng bộ máy chính trị cho thấy các chính sách trước đây của Đảng Cộng sản Trung Quốc có thể đã mắc phải những sai lầm chiến lược kinh tế. Đó là lý do tại sao hiện nay họ đang tiến hành lại cải cách và mở cửa. Ông Tô nói, nền kinh tế của Đảng Cộng sản Trung Quốc đang suy giảm nghiêm trọng. Vì vậy, họ lại dùng cải cách và mở cửa như một biểu hiện để thu hút đầu tư nước ngoài. Ông Tô còn cho rằng, mặc dù hiện nay họ đang nâng cao cải cách và mở cửa, nhưng đó chỉ là ngôn từ chính trị giả tạo, bởi vì các hành động hiện tại của Bộ An ninh Quốc gia đang khiến các nhà đầu tư nước ngoài sợ hãi. Kể từ năm ngoái, Bộ An ninh Quốc gia đã liên tục thực hiện các hành động bắt giữ gián điệp, làm dấy lên lo ngại của các nhà đầu tư nước ngoài. Gần đây, Bộ trưởng An ninh Quốc gia Trần Nhất Tân còn viết bài trên tạp chí của Trường Đảng Cộng sản Trung Quốc, tuyên bố rằng Bộ An ninh Quốc gia sẽ tiến hành các cuộc đấu tranh chống lật đổ, chống bá quyền, chống phân ly, chống khủng bố, chống gián điệp, liệu vì cải cách và mở cửa mà họ sẽ từ bỏ những phương pháp đấu tranh này. Không, Đảng Cộng sản Trung Quốc đang dựa vào những điều này để duy trì chế độ độc tài của họ. Ông Thẩm Minh Thất cho rằng, nếu ông Tập muốn tiếp tục nhiệm kỳ thứ tư, ông ấy sẽ cảm thấy có khủng hoảng. Ông ấy vẫn sẽ dựa vào những người như Bộ trưởng Bộ An ninh Quốc gia Trần Nhất Tân để giúp ông ấy duy trì trật tự. Vì vậy, khi chính quyền nói muốn thực hiện cải cách và mở cửa, hiệu quả thực sự của nó còn đáng nghi ngờ. Theo truyền thông chính thức của Đảng Cộng sản Trung Quốc cũng đã đề cập, mặc dù Bộ Chính trị nói rằng phục hồi và cải thiện là đặc điểm và xu hướng cơ bản của hoạt động kinh tế hiện tại, nhưng họ cũng thừa nhận rằng sự phục hồi và cải thiện kinh tế vẫn phải đối mặt với nhiều khó khăn và thách thức, chủ yếu là do nhu cầu và hiệu quả vẫn còn thiếu, áp lực kinh doanh của doanh nghiệp lớn, nhiều vấn đề tiềm ẩn ở các lĩnh vực then chốt, chu trình lớn trong nước chưa thông suốt, môi trường bên ngoài phức tạp, gay gắt và không chắc chắn đã tăng lên đáng kể. Do đó, kinh tế của Trung Quốc có thể đạt đến mức độ khó khăn không thể tưởng tượng được từ bên ngoài. Ông Thẩm Minh Thất nói, chỉ có một môi trường ổn định và mở cửa mới có thể phát triển các ngành công nghiệp sáng tạo và thúc đẩy kinh tế. Hiện tại, nhiều ngành công nghiệp truyền thống của Trung Quốc đã bị các nhà đầu tư nước ngoài rút lui và Trung Quốc lại không sản xuất được những thứ then chốt. Trong tình huống này, không còn cách nào khác, ông Tập Cận Bình mới nghĩ đến việc tự vỗ vào mặt mình, quay trở lại cải cách và mở cửa, nhưng về mặt chính trị vẫn có xu hướng bảo thủ, về mặt kinh tế lại buộc phải trở thành trạng thái mở cửa hơn. Tình hình vẫn không lạc quan, bạn có thể thấy rằng chính phủ hiện tại không còn tiền, chính quyền địa phương không có tiền, và sau đó họ cố gắng tìm mọi cách để lấy tiền của người dân, đã làm dấy lên sự phẫn nộ của người dân. Ông Tô Tử Vân đồng ý với quan điểm của ông Thẩm Minh Thất, nói rằng chỉ có một số ít nhà sản xuất mới bị lừa bởi chính sách này, chẳng hạn như Elon Musk đã chạy đến Bắc Kinh, hy vọng xe điện của mình có thể bán chạy trở lại. Bắc Kinh cho phép xe của anh ta được phép lưu thông trên toàn quốc, nhưng đây chỉ là một phương án cứu trợ ngắn hạn, và về lâu dài thì hoàn toàn không hiệu quả. Chỉ có cải cách chính trị mới có thể thúc đẩy cải cách kinh tế. Đội ngũ của ông Tập Cận Bình đã hoàn toàn đi sai hướng, vì vậy đây là một quyết định vô hiệu. Nhà bình luận chính trị Viên Bân cho biết, mặc dù ông Tập đã đề xuất một cải cách và mở cửa tương tự như Đặng Tiểu Bình, nhưng thực tế hai người này có sự khác biệt. Cải cách và mở cửa của Đặng Tiểu Bình cuối cùng là để nới lỏng sợi dây mà Đảng Cộng sản Trung Quốc đặt trên cổ người dân Trung Quốc thời Mao Trạch Đông. Nói cách khác, đó là trả lại một phần quyền lực mà Đảng Cộng sản Trung Quốc đã tước đoạt từ người dân Trung Quốc để lừa dối và sử dụng họ. Trong khi đó, cải cách của Tập Cận Bình là thắt chặt hơn sợi dây đó, là một cải cách giả mạo, phản cải cách. Nhưng bản chất của cả hai đều giống nhau, mục đích và động cơ của chúng đều nhằm duy trì và củng cố chế độ độc tài của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Nhưng dù cải cách và mở cửa của Đặng Tiểu Bình và Tập Cận Bình có khác nhau đến mức nào, nhưng chúng đều là cải cách và mở cửa mà Đảng Cộng sản Trung Quốc mong muốn.
và cải cách và mở cửa này hoàn toàn không phải là những gì người dân Trung Quốc mong muốn. Vậy thì cải cách và mở cửa của người dân Trung Quốc mong muốn là gì? Nếu cải cách và mở cửa của Đảng Cộng sản Trung Quốc là nhằm duy trì và củng cố chế độ độc tài của một đảng, thì cải cách và mở cửa mà người dân Trung Quốc mong muốn là phá bỏ và lật đổ hoàn toàn chế độ độc tài của Đảng Cộng sản Trung Quốc, cắt đứt hoàn toàn sợi dây mà Đảng Cộng sản Trung Quốc đặt trên cổ người dân Trung Quốc, trả lại chính quyền cho dân, trả lại quyền lực cho dân, thực hiện một chế độ dân chủ hiến pháp thực sự ở Trung Quốc. Đồng thời, trên sân khấu thế giới, hòa nhập tích cực với các giá trị phổ quát, tuân theo các tiêu chuẩn quốc tế thông thường để có mối quan hệ tương trợ và hòa bình bình đẳng với các quốc gia khác. Nếu ông Tập Cận Bình thực sự muốn cải cách và mở cửa, chỉ có một con đường đúng đắn để đi, đó là tuân theo xu thế lịch sử và ý chí của nhân dân, giải tán Đảng Cộng sản Trung Quốc. Nếu không thì chỉ là vô ích và tự tìm con đường diệt vong. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi chương trình của chúng tôi. Những góp ý của quý vị sẽ giúp chúng tôi hoàn thiện mỗi ngày. Hải Vân và Khán Trung Quốc xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại.